Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Hiền Thủ thứ 12. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói hạnh thanh tịnh không trược loạn đại công đức rồi, vì muốn hiển thị công đức của Bồ Đề Tâm nên nói kệ hỏi Hiền Thủ Bồ Tát: Nay tôi đã vì chư Bồ Tát nói hạnh thanh tịnh Phật đã tu, ngài cũng nên ở trong hội này diễn đạt tu hành công đức lớn. Lúc đó Hiền Thủ Bồ Tát nói kệ đáp: Lành thay, xin ngài lắng nghe đây, những công đức đó chẳng lường được. Nay tôi tùy sức nói ít phần, như một giọt nước trong biển lớn, nếu có Bồ Tát sơ phát tâm, thệ cầu sẽ chứng Phật Bồ Đề. Công đức của kia không ngần mé, không thể cân lường, chẳng gì sánh. Huống là vô lượng vô biên kiếp, tu đủ địa độ các công đức, mười phương tất cả chư Như Lai đều cùng ngợi khen chẳng hết được. Vô biên công đức lớn như vậy, nay tôi trong đây nói ít phần, ví như chân chim dạch không gian và như hạt bụi trên đại địa. Bồ Tát phát tâm cầu Bồ Đề, chẳng phải không nhân không có duyên. Với Phật Pháp Tăng khởi lòng tin, do đây mà sanh tâm rộng lớn, chẳng cầu ngũ dục và ngôi vua, chẳng mong vào vui danh tiếng lớn, chỉ vì dứt hẳn khổ chúng sanh, lợi ích thế gian mà phát ý, thường muốn lợi lạc các chúng sanh, trang nghiêm cõi nước cúng dường Phật, thọ trì chánh pháp tu trí huệ, vì chứng Bồ Đề mà phát tâm, thâm tâm tinh hiểu thường thanh tịnh, cung kính tôn trọng tất cả Phật. Nơi Pháp và Tăng cũng như vậy, chí thành cúng dường mà phát tâm, thâm tín nơi Phật và Phật Pháp, cũng tin Phật tử đạo tu hành và tin vô thượng đại Bồ Đề. Do đây Bồ Tát phát tâm nguyện, tin là đạo nguyên mẹ công đức nuôi lớn tất cả những pháp lành, dứt trừ lưới nghi khỏi dòng ái, khai thị niết bàn đạo vô thượng. Tin không dơ bận lòng thanh tịnh là cội cung kính trừ kiêu mạn, cũng là pháp tạng đệ nhất tài, là tay thanh tịnh thọ thiện hạnh. Tin hay ban cho không bỏng sẻn, tin hay hoan hỷ vào Phật Pháp, tin hay thêm lớn trí công đức, tin quyết đến được bậc Như Lai, tin khiến lục căn sạch sáng lẹ, tin sức kiên cố không bị hư, tin hay dứt hẳn cội phiền não, tin hay chuyển hướng Phật công đức, tin nơi cảnh giới không chấp trước, xa lìa các nạn được vô nạn, tin hay vượt khỏi các đường ma, thị hiện đạo giải thoát vô thượng, tin là giống công đức không hư, tin hay sanh trưởng cây Bồ Đề, tin hay thêm lớn trí tối thắng, tin hay thị hiện tất cả Phật, cứ theo công hạnh nói thứ đệ, tin là hơn hết rất khó được. Dĩ như trong tất cả thế gian mà có như ý diệu bủ châu, nếu thường tin thờ nơi chư Phật, thời hay trì giới và tu học, nếu thường trì giới và tu học, thời hay đầy đủ các công đức, giới hay khai phá gốc Bồ Đề, học là siêng tu bực công đức, nơi giới và học thường thuận làm, thời được chư Phật luôn khen ngợi. Nếu thường tinh phụng nơi chư Phật, thời hay trần thiết cúng dường lớn, nếu hay trần thiết cúng dường lớn, người này tinh Phật bất tư nghì. Nếu thường tinh phụng nơi tôn Pháp, thời nghe Phật Pháp không nhàm đủ, nếu nghe Phật Pháp không nhàm đủ, người này tinh Pháp bất tư nghì. Nếu thường tinh phụng thanh tịnh tăng, thời được tính tâm bất thối chuyển, nếu được tính tâm bất thối chuyển, người này tính lực không dao động, nếu được tính lực không dao động, thời được lục căn sạch sáng lẹ, nếu được lục căn sạch sáng lẹ, thời hay xa lìa ác tri thức, nếu hay xa lìa ác tri thức, thời được gần gũi thiện tri thức, nếu được gần gũi thiện tri thức, thời hay tu tập quảng đại thiện,
Nếu hay tu tập quảng đại thiện, người này được thành nhân lực lớn. Nếu người được thành nhân lực lớn, thời được thù thắng quyết định giải. Nếu được thù thắng quyết định giải, thời được chư Phật thường hộ niệm. Nếu được chư Phật thường hộ niệm, thời hay phát khởi Bồ Đề Tâm. Nếu hay phát khởi Bồ Đề Tâm, thời hay siêng tu Phật công đức. Nếu hay siêng tu Phật công đức, thời được sanh vào nhà của Phật. Nếu được sanh ở nhà chư Phật, thời khéo tu hành phương tiện lớn. Nếu khéo tu hành phương tiện lớn, thời tâm tinh ưa được thanh tịnh. Nếu được tâm tinh ưa thanh tịnh, thời được tâm tăng thượng tối thắng. Nếu được tâm tăng thượng tối thắng, thời thường tu tập ba la mật. Nếu thường tu tập ba la mật, thời được trọn đủ pháp đại thừa. Nếu được trọn đủ pháp đại thừa, thời hay đúng pháp cúng dường Phật. Nếu hay đúng pháp cúng dường Phật, thời được tâm niệm Phật bất động. Nếu được tâm niệm Phật bất động, thời thường thấy được vô lượng Phật. Nếu thường thấy được vô lượng Phật, thời thấy Như Lai thể thường trụ. Nếu thấy Như Lai thể thường trụ, thời biết được pháp trọn bất diệt. Nếu biết được pháp trọn bất diệt, thời được biện tài vô chướng ngại. Nếu được biện tài vô chướng ngại, thời hay khai diễn vô biên pháp. Nếu hay khai diễn vô biên pháp, thời hay từ mẫn độ chúng sanh. Nếu hay từ mẫn độ chúng sanh, thời được tâm đại bi kiên cố. Nếu được tâm đại bi kiên cố, thời hay mến ưa pháp thâm diệu. Nếu hay mến ưa pháp thâm diệu, thời hay xa lìa lỗi hữu vi. Nếu hay xa lìa lỗi hữu vi, thời lìa kiêu mạn và phóng dật. Nếu lìa kiêu mạn và phóng dật, thời hay kim lợi tất cả chúng. Nếu hay kim lợi tất cả chúng, thời ở sanh tử không mỏi nhàm. Nếu ở sanh tử không mỏi nhàm, thời được dũng kiện không ai hơn. Nếu được dũng kiện không ai hơn, thời hay phát khởi đại thần thông. Nếu hay phát khởi đại thần thông, thời biết hạnh tất cả chúng sanh. Nếu biết hạnh tất cả chúng sanh, thời hay thành tựu các quần sanh. Nếu hay thành tựu các quần sanh, thời được trí khéo nhiếp chúng sanh. Nếu được trí khéo nhiếp chúng sanh, thời hay thành tựu pháp tứ nhiếp. Nếu hay thành tựu pháp tứ nhiếp, thời cho chúng sanh lợi vô hạn. Nếu cho chúng sanh lợi vô hạn, thời đủ phương tiện trí tối thắng. Nếu đủ phương tiện trí tối thắng, thời trụ đạo dũng mãnh vô thượng. Nếu trụ đạo dũng mãnh vô thượng, thời hay xô dẹp những ma lực. Nếu hay xô dẹp những ma lực, thời hay vượt khỏi cảnh tứ ma. Nếu hay vượt khỏi cảnh tứ ma, thời được đến nơi bực bất thối. Nếu được đến nơi bực bất thối, thời được pháp nhẫn vô sanh lớn. Nếu được pháp nhẫn vô sanh lớn, thời được chư Phật thọ ký cho. Nếu được chư Phật thọ ký cho, thời tất cả Phật hiện ra trước. Nếu được chư Phật hiện ra trước, thời rõ mật dụng thần thông lớn. Nếu rõ mật dụng thần thông lớn, thời được chư Phật thường nhớ tưởng. Nếu được chư Phật thường nhớ tưởng, thời dùng Phật đức tự trang nghiêm. Nếu dùng Phật đức tự trang nghiêm, thời được thân đoan nghiêm diệu phước. Nếu được thân đoan nghiêm diệu phước, thời thân sáng chói dường núi vàng. Nếu thân sáng chói dường núi vàng, thời đủ 32 tướng hảo. Nếu đủ 32 tướng hảo, 80 tùy hảo đồng nghiêm sức. Nếu đủ tùy hảo đồng nghiêm sức, thời thân sáng chói vô hạn lượng. Nếu thân sáng chói vô hạn lượng, thời được quang minh bất tư nghì. Nếu được quang minh bất tư nghì, quang minh này hiện những liên hoa. Những liên hoa từ quang minh hiện, có vô lượng Phật ngữ liên hoa, thị hiện mười phương đều khắp cả. Đều hay điều phục các chúng sanh. Nếu hay điều phục các chúng sanh, thời hiện vô lượng thần thông lực. Nếu hiện vô lượng thần thông lực, thời trụ bất tư nghì cõi nước. Thời diễn thuyết bất tư nghì pháp, khiến bất tư nghì chúng hoan hỷ. Nếu diễn thuyết bất tư nghì pháp, khiến bất tư nghì chúng hoan hỷ. Thời dùng sức trí huệ biện tài,
tùy thân chúng sanh mà giáo hóa. Nếu dùng sức trí huệ biện tài, tùy tâm chúng sanh mà giáo hóa, thời dùng trí huệ làm tiên đạo. Thân ngữ ý thường không làm lỗi, nếu dùng trí huệ làm tiên đạo, thân ngữ ý thường không làm lỗi, thời nguyện lực tức được tự tại. Tùy theo các loài mà hiện thân, nếu nguyện lực ấy được tự tại, tùy theo các loài mà hiện thân, thời lúc tùy chúng mà thuyết pháp. Âm thanh tùy loại khó nghĩ bàn, nếu lúc vì chúng mà thuyết pháp, âm thanh tùy loại khó nghĩ bàn, thời với tâm tất cả chúng sanh, một niệm biết cả không thừa sót. Nếu với tâm tất cả chúng sanh, một niệm biết cả không thừa sót, thời biết phiền não không từ đâu, trọn không còn chìm trong sanh tử. Nếu biết phiền não không từ đâu, trọn không còn chìm trong sanh tử, thời được thân công đức pháp tánh, dùng pháp quay lực hiện thế gian. Nếu được thân pháp tánh công đức, dùng pháp quay lực hiện thế gian, thời được thập địa mười tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát. Nếu được thập địa mười tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát, thời được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi tối thắng các tam muội. Nếu được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi tối thắng các tam muội, thời khắp mười phương chỗ chư Phật, đáng thọ quán đảnh được thắng dị. Nếu khắp mười phương chỗ chư Phật, đáng thọ quán đảnh được thắng dị, thời được tất cả Phật mười phương, tay lấy cam lộ rưới trên đảnh. Nếu được tất cả Phật mười phương, tay lấy cam lộ rưới trên đảnh, thời thân đầy khắp như hư không, an trụ bất động khắp mười phương. Nếu thân đầy khắp như hư không, an trụ bất động khắp mười phương, thời chỗ sở hành không ai bằng, chư thiên người đời chẳng biết được. Bồ Tát siêng tu hạnh đại bi, nguyện độ tất cả đều trọn vẹn. Nếu ai nghe thấy mà cúng dường, đều làm cho họ được an lạc. Thần lực của chư Bồ Tát kia, pháp nhãn toàn vẹn không khuyết giảm, những đạo diệu hạnh thập thiện thảy, thắng bủ vô lượng đều khiến hiện, như báo kim cang trong đại hải, do quay lực này sanh các báo, không tăng không giảm cũng vô tận. Công đức của Bồ Tát cũng vậy, hoặc có quốc độ không có Phật, Bồ Tát nơi đó hiện thành Phật. Nếu có quốc độ chẳng biết pháp, nơi đó Bồ Tát thuyết diệu pháp. Không có phân biệt không công dụng, trong khoảng một niệm khắp mười phương, như mặt nguyệt sáng chiếu khắp nơi, vô lượng phương tiện độ quần sanh ở trong mười phương các thế giới. Niệm niệm thị hiện thành Phật đạo, chuyển chánh pháp luân vào tịch diệt, nhẫn đến xá lợi phân bố rộng, hoặc hiện thanh văn cùng độc giác, hoặc hiện thành Phật khắp trang nghiêm. Như vậy khai diễn pháp ba thừa, rộng độ chúng sanh vô lượng kiếp, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, trời rồng nhẫn đến Atula, cùng với ma hầu la già thảy, tùy chúng sở thích đều khiến thấy. Chúng sanh hình tướng đều chẳng đồng, hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng, tất cả như vậy đều hiện được hải ấn tam muội quay thần lực. Nghiêm tịnh bất tư nghị quốc độ, cúng dường tất cả chư Như Lai, phóng đại quang minh vô lượng biên, độ thoát chúng sanh cũng vô hạn, trí huệ tự tại bất tư nghị, ngôn từ thuyết pháp không chướng ngại, thí giới nhẫn tấn và thiền định, trí huệ phương tiện thần thông thảy, tất cả như vậy đều tự tại, do Phật Hoa Nghiêm tam muội lực trong một di trần nhập tam muội, thành tựu di trần tất cả định, mà di trần kia cũng không thêm, nơi một hiện khắp vô biên cõi. Trong một trần kia nhiều quốc độ, hoặc là có Phật hoặc không Phật, hoặc là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, hoặc cõi rộng lớn hoặc hẹp nhỏ, hoặc có cõi thành hoặc là hoại, hoặc cõi chánh trụ hoặc bàn trụ, hoặc như ánh nắng giữa đồng trống, hoặc như lưới thiên đế trên trời. Như chỗ thị hiện trong một trần, tất cả di trần đều như vậy. Đây là những thánh nhân cao cả, tam muội giải thoát thần thông lực. Nếu muốn cúng dường tất cả Phật,
nhập nơi tam muội khởi thần thông, hay dùng một tay khắp đại thiên, cúng khắp tất cả vô số Phật, bao nhiêu hoa đẹp ở mười phương, hương thoa, hương bột báo vô giá, đều từ trong tay xuất hiện ra, cúng dường chư Phật ngự đạo thọ. Bủ y vô giá sen hương diệu, bủ tràng phan lộng đều xinh đẹp, vàng rồng làm hoa, ngọc làm màn, tất cả đều từ trong tay hiện. Bao nhiêu vật tốt ở mười phương, đáng đem phụng hiến đấng vô thượng, trong tay tất cả đều hiện đủ. Trước cây bồ đề cúng chư Phật, tất cả kỹ nhạc ở mười phương, chung cổ cầm sắc đủ các loại, đồng tấu hòa nhã âm thanh diệu, đều từ bàn tay xuất hiện ra. Bao nhiêu tán tụng ở mười phương, ca ngợi thiệt đức của chư Phật, như vậy các thứ diệu ngôn từ đều từ bàn tay mà khai diễn. Bồ Tát tay mặt phóng tịnh quang, trong quang rưới ra nước thơm sạch, rưới khắp mười phương các quốc độ, cúng dường tất cả chiếu thế đăng. Lại phóng quang minh diệu trang nghiêm, xuất sanh vô lượng hoa sen báo, hoa này hình sắc đều rất đẹp, dùng đây cúng dường lên chư Phật. Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm, các thứ diệu hoa hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Lại phóng quang minh hương trang nghiêm, các thứ diệu hương hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Lại phóng quang minh mạc hương tốt, các thứ mạc hương hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Lại phóng quang minh y trang nghiêm, các thứ y phục hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Lại phóng quang minh bửu trang nghiêm, các thứ diệu bửu hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Lại phóng quang liên hoa trang nghiêm, các thứ liên hoa hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Lại phóng quang anh lạc trang nghiêm, các thứ chuỗi ngọc hợp làm trướng, rải khắp cõi nước ở mười phương, cúng dường tất cả đấng đại đức. Lại phóng quang minh tràng trang nghiêm, bủ tràng rực rỡ đủ màu đẹp, các loại vô lượng đều rất tốt, dùng đây trang nghiêm các Phật độ, các thứ báo đẹp lộng trang nghiêm, những phan lụa đẹp treo rủ xuống, lạc báo mani diễn Phật âm, đem đến kính dân cúng chư Phật, tay hiện đồ cúng bất tư nghì. Như vậy cúng dường một đạo sư, nơi tất cả Phật đều như vậy. Đây là thần lực của đại sĩ Bồ Tát trụ trong môn tam muội, các thứ tự tại nhiếp chúng sanh đều đem pháp công đức đã làm vô lượng phương tiện để chỉ dạy, hoặc dùng môn cúng dường Như Lai, hoặc dùng môn nhẫn nhục bất động, hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn, hoặc dùng môn thiền định tịch tịnh, hoặc dùng môn trí huệ quyết rõ, hoặc dùng môn phương tiện tu hành, hoặc dùng môn phạm trụ thần thông, hoặc dùng môn tứ nhiếp lợi ích, hoặc dùng môn phước trí trang nghiêm, hoặc dùng môn nhân duyên giải thoát, hoặc dùng môn căn lực chánh đạo, hoặc dùng môn thinh văn giải thoát, hoặc dùng môn độc giác thanh tịnh, hoặc dùng môn đại thừa tự tại, hoặc dùng môn vô thường những khổ, hoặc dùng môn vô ngã vô thọ, hoặc dùng môn bất tịnh đi dục, hoặc dùng môn diệt tận tâm muội. Tùy theo chúng sanh bệnh chẳng đồng, đều dùng pháp dược để đối trị. Tùy theo chúng sanh tâm sở thích, đều dùng phương tiện khiến đầy đủ. Tùy theo chúng sanh hạnh sai biệt, đều dùng chước khéo khiến thành tựu. Những tướng tam muội thần thông ấy, tất cả trời người chẳng lường được, có diệu tam muội tên Tùy Lạc. Bồ Tát trụ đây khắp quán sát, tùy nghi thị hiện độ chúng sanh, đều khiến vui lòng theo chánh pháp. Trong thời gian nạn cơ cẩn tai, ban cho thế gian đồ cần thiết, tùy chỗ họ muốn đều khiến đủ, khắp vì chúng sanh làm lợi ích, hoặc cho những vật uống ăn ngon, y phục tư trang những vật tốt, cả đến ngôi vua đều xả được, khiến kẻ ưa thí theo chánh pháp, hoặc dùng tướng hảo trang nghiêm thân, y phục thượng diệu chuỗi ngọc báo,
tràn qua nghiêm sức hương thoa thân, quay nghi đầy đủ độ hàm thức, tất cả thế gian chỗ ưa chuộng, sắc tướng dung nhan và y phục, tùy nghi hiện đủ vui lòng họ. Khiến kẻ ưa sắc theo chánh pháp, tiếng ca lăng tần già mỹ diệu, âm thinh diệu câu chỉ la thảy, những thứ phạm âm đều đầy đủ, tùy lòng họ thích vì thuyết pháp. Tám vạn bốn ngàn các pháp môn, chư Phật dùng đây độ chúng sanh, Bồ Tát cũng theo pháp sai biệt, tùy nghi theo đời mà quá độ, chúng sanh khổ lạc lợi truy thảy. Những việc thực hành của thế gian đều hay ứng hiện đồng với họ, dùng đây phổ độ các chúng sanh. Tất cả thế gian những khổ hoạn sâu rộng không bờ như đại hải, đồng sự với họ đều chịu được, khiến họ lợi ích được an vui. Có người chẳng biết pháp xuất ly, chẳng cầu giải thoát lìa ồn náo, vì họ Bồ Tát hiện thí xã, thường ưa xuất gia tâm tịch tịnh, nhà là chốn tham mái ràng buộc, muốn khiến chúng sanh đều khỏi lìa, nên hiện xuất gia được giải thoát. Với các dục lạc không ưa thích, Bồ Tát hiện làm 10 công hạnh, cũng làm tất cả pháp đại nhân, làm hạnh chư tiên đều không sót, vì muốn chúng sanh được lợi ích. Nếu có chúng sanh thọ vô lượng, phiền não di tế thích đầy đủ, trong đó Bồ Tát được tự tại, hiện thọ các khổ già bệnh chết, hoặc kẻ tham dục sân ngu si, lửa mạnh phiền não luôn hừng cháy, Bồ Tát thị hiện già bệnh chết, khiến chúng sanh đó đều điều phục. Như Lai thập lực vô sở quý, cùng với 18 pháp bất cộng, tất cả vô lượng các công đức đều đem thị hiện độ chúng sanh. Thọ ký giáo hóa và thần túc đều là sức tự tại của Phật. Chư đại sĩ kia đều thị hiện, hay khiến chúng sanh đều điều phục. Bồ Tát đem các muôn phương tiện tùy thuận thế pháp độ chúng sanh, ví như liên hoa chẳng dính nước, tại thế như vậy khiến người tin, làm vua văn tài học uyên bác, ca vũ luận bàn người đều thích, tất cả kỹ thuật trong thế gian như nhà ảo thuật đều hiện đủ, hoặc làm trưởng giả chủ trong ấp, hoặc làm thương mại người buôn bán, hoặc làm quốc vương cùng quan lớn, hoặc làm lương y nhà hùng biện, hoặc làm cây to chữa cánh đồng, hoặc làm thuốc hay những kho báu, hoặc làm bủ châu như ý vương, hoặc đem chánh đạo dạy chúng sanh. Nếu thấy thế giới mới thành lập, chúng sanh chưa có vật cần dùng, bấy giờ Bồ Tát làm công thợ, vì họ bày ra các nghề nghiệp chẳng làm vật bức não chúng sanh, chỉ nói chuyện thế gian lợi ích, các luận chú thuật dược thảo thảy, tất cả như vậy đều nói rành. Thắng hạnh của tất cả tiên nhân, trời người mọi loài đều tín ngưỡng. Những pháp khổ hạnh khó làm đó, Bồ Tát tùy nghi đều làm được. Hoặc làm ngoại đạo người xuất gia, hoặc ở núi rừng tự cần khổ, hoặc để mình trần không y phục, mà làm sư trưởng của chúng kia, hoặc hiện những hạnh tà mạn thảy, tập làm phi pháp cho là thắng, hoặc hiện oai nghi làm phạm chí, ở trong chúng kia làm thượng thủ, hoặc chịu ngũ nhiệt phơi dưới nắng, hoặc giữ giới bò chó và nai, hoặc mặc áo rách phụng thờ lửa, vì độ chúng kia làm sư trưởng, hoặc hiện ý kiến các thiên miếu, hoặc lại hiện vào nước sông Hằng, ăn củ trái thảy đều hiện làm, nơi đó thường suy pháp tối thắng, hoặc hiện ngồi xổm hoặc co chân, hoặc nằm cỏ gai hoặc trên tro, hoặc nằm trên chày cầu xuất ly, mà ở chúng kia làm sư thủ. Như vậy các phái các ngoại đạo quan sát y giải cùng đồng sự, hiện làm khổ hạnh đời chẳng kham, khiến họ xem thấy đều điều phục. Chúng sanh mê lầm bẩm tà giáo, trụ nơi ác kiến thọ những khổ, vì họ phương tiện nói diệu pháp đều khiến được hiểu lý chân thật, hoặc theo chú ngữ nói tứ đế, hoặc giỏi mật ngữ nói tứ đế, hoặc dùng tiếng người nói tứ đế, hoặc trời mật ngữ nói tứ đế,
phân biệt văn tự nói tứ đế, quyết định nghĩa lý nói tứ đế, khéo phá đôi người nói tứ đế, chẳng bị dao động nói tứ đế, hoặc tiếng bát bộ nói tứ đế, hoặc tất cả lời nói tứ đế. Tùy ngôn âm thế gian hiểu được, diễn thuyết tứ đế khiến giải thoát. Tất cả bao nhiêu các Phật tử đều nói như vậy đủ tất cả. Biết cảnh giới lời bất tư nghì, đây là thuyết pháp tam muội lực, có thắng tam muội tên An Lạc. Hay khắp cứu độ các quần sanh, phóng đại quang minh bất tư nghì, khiến ai được thấy đều điều phục. Quang minh đã phóng tên thiện hiện, nếu có ai gặp quang minh này, tất được lợi ích chẳng luống uổng. Nhân đây được thành trí vô thượng, Bồ Tát trước hiện nơi chư Phật, hiện pháp, hiện tăng, hiện chánh đạo, cũng hiện tháp Phật và hình tượng. Vì thế nên thành quang minh này, lại phóng quang minh tên chiếu diệu, chói lấn tất cả sáng chư thiên, bao nhiêu ám chướng đều tiêu trừ, khắp vì chúng sanh làm lợi ích. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật, do dùng đèn sáng cúng dường Phật, được thành thế gian vô thượng đăng, thắp những đèn dầu và đèn tô, cũng thắp các thứ đuốc sáng tỏ, những ngọn nến báo thơm đẹp nhất, dùng đây cúng Phật được quang này, lại phóng quang minh tên tế độ. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ phát tâm đại thệ nguyện, độ thoát quần sanh trong dục hải. Nếu hay phát được tâm đại thệ, độ thoát quần sanh trong dục hải, thời hay vượt qua bốn dòng nước, bước đến thành vô ưu giải thoát, nơi những đường đi ngang sông lớn, xây cất cầu đò và thuyền bè, quở rầy hữu di khen tịch tịnh, do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên diệt ái. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ xa lìa cảnh ngũ dục, gẫm suy diệu dị pháp giải thoát. Nếu hay bỏ lìa cảnh ngũ dục, gẫm suy diệu dị pháp giải thoát, thời hay dùng Phật pháp cam lộ, rưới tắt thế gian những khát ái, bố thí ao giếng và khe suối, chuyên cầu bồ đề đạo vô thượng, quở trách ngũ dục khen thiền định, do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên quang hỷ. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ ái mộ Phật Bồ Đề, phát tâm nguyện chứng vô sư đạo, tạo lập Như Lai tượng đại bi, tướng hảo trang nghiêm ngự liên tòa, luôn khen những công đức tối thắng, do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên ái nhạo. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến lòng họ mến kính chư Phật, mến kính tôn pháp, mến kính tăng. Nếu tâm thường kính mến chư Phật, kính mến pháp và kính mến tăng, thời ở trong chúng hội Như Lai, thành được pháp nhẫn sâu vô thượng, khai ngộ chúng sanh số vô lượng, khiến họ niệm Phật pháp tăng bửu, và dạy pháp tâm tu công đức, do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên phước tụ. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ thực hành nhiều bố thí, dùng đây nguyện cầu đạo vô thượng, lập hội đại bố thí vô hạn, ai đến cầu xin đều thỏa mãn, chẳng để lòng họ còn thấy thiếu, do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên cụ trí. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến nơi một pháp trong một niệm đều hiểu vô lượng các pháp môn, vì các chúng sanh phân biệt pháp, nhận đến quyết liễu nghĩa chân thật, khéo nói pháp nghĩa không thiếu bớt, do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên Huệ Đăng. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến biết chúng sanh tánh không tịch, tất cả các pháp vô sở hữu, diễn thuyết các pháp không vô chủ, như quyển như diệm trăng dưới nước, cũng như giấc mơ cùng bóng tượng, do đây được thành quang minh này, phóng quang minh tên pháp tự tại. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến được vô tận Đà La Ni tổng trì tất cả các pháp Phật, cung kính cúng dường người trì pháp,
cung cấp hầu hạ chư thánh hiền, đem chánh pháp thí cho chúng sanh, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên năng xả, quang này giác ngộ kẻ sang tham, khiến biết tài vật là vô thường. Thường thích bố thí lòng không nhiễm, lòng keo kiết khó điều được điều. Biết của như mộng như mây nổi, thêm lớn tâm bố thí thanh tịnh,